đừng chỉ lo làm phước mà quên tu cái đức. Khi một người Phật tử đã hiểu được đạo pháp thì người ấy sẽ rất yêu thích việc làm phước. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu một người tu phước mà không tu đức? Cụ thể như họ rất siêng năng trong các việc từ thiện hay cúng dường, cướp tiền làm đường, xây cầu, phóng sinh. Đây gọi là siêng năng tu phước. Nhưng cái đức họ không tu, cụ thể như những tính khí như tham lam, nóng giận, hung dữ, ác khẩu, tà kiến, mê tín, thì họ không có tu sửa, vẫn giữ nguyên, nhiều khi là hơi xấu ác. Vậy nếu một người sống như kể trên, tức tu phước mà không tu đức, thì điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời họ? Trường hợp này chúng ta có thể gọi là sơn nhà nhưng không chịu lau chùi vết ố bẩn. Giống như các vị chuẩn bị sơn lại căn nhà cho mới, nhưng các bức tường thì hiện tại đang bám nhiều rong rêu, thậm chí dính cả phân bò, bụi bẩn. Ví dụ, người kia rất có địa vị giàu có, nhưng khi thịnh vượng nhất thì lại mắc bệnh hiểm nghèo và chết sớm. Trường hợp khác, có gia đình kia làm ăn rất giàu có thành đạt, nhưng khi thịnh vượng cũng là lúc người chồng mê gái bỏ vợ hay đam mê cờ bạc, rồi sau vài năm gia đình tan vỡ. Cũng có gia đình kia nhà rất phú quý giàu có, nhưng sinh ra đứa con bị tàn tật, hoặc sinh con bình thường nhưng lớn lên nó ham chơi, bất hiếu, phá tán tài sản. Kể ra những trường hợp trên để quý vị thấy rằng nếu chỉ lo tu phước mà không tu đức thì quả lành của các vị khi trổ ra sẽ không được trọn vẹn. Do đó, với người trí, người hiểu đạo thì họ sẽ kết hợp tu cả hai. Bên trong thì tu đức, tức chuyển hóa tham sân si và những tâm xấu. Bên ngoài thì tu phước, phước đức hỗ trợ. Nếu được áp dụng thêm các pháp môn dụng công tu tập trong đạo Phật thì người ấy có thể sẽ chứng đạo, dự vào các quả vị trong đạo Phật chứ không phải không. Còn nếu trường hợp người ấy không nhắm đến việc tu tập để đạt đạo, chỉ tu phước đức đơn thuần, thì các quả lành của thế gian họ cũng sẽ có hết sức đầy đủ và viên mãn. Đó là các quả như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, hạnh phúc trong gia đình, sức khỏe, họ sẽ có đủ. Thậm chí sau khi mất, họ còn có thể sinh lên cõi trời nếu họ đủ phước đức. Phước và đức như đôi cánh con chim, thiếu một trong hai thì sẽ vẫn còn tấp bên.